Ở tập trước, Ngao Tuyết và Ngao Kiều Vương Tử đang bị tên Thiên Càng Tinh đánh cho lên bờ xuống ruộng. Sang tới nội dung của Tây Hành Kỷ phần 6 tập 1, Ngao Tuyết nghĩ, thôi xong, lần này thảm rồi, ta vốn chỉ là nhờ vào thực lực của Cổ Long mới làm oai làm phúc, chưa từng dự tính dốc cả mạng ra tác chiến. Bây giờ tình hình này sẽ chết người đấy, ta có thể bỏ chạy nắm lấy cơ hội này, quả đoán bỏ đi, tên ám ảnh tà thần này không bám lấy mà chơi được, hắn sẽ lột da bẻ xương ta mất, phải giữ mạng. Bỏ lại A Kiều ở đây, bỏ huynh ấy mà chạy, bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng không được, huynh ấy luôn ủng hộ ta, ta cũng rất yêu huynh ấy, bỏ huynh ấy lại mà chạy. Lối nghĩ này đúng là quá đáng, cho dù là rất muốn cũng làm không được. Ngao Kiều thấy Ngao Tuyết bất ổn, nói, A Tuyết, đệ đang làm gì thế? Ngao Tuyết nói, đệ không sao, A Kiều huynh đã bị thương. Ngao Kiều nói, ta bị hút máu, bây giờ rất yếu ớt, cứ như là thú hoang trong lòng bị đùa giỡn, hắn muốn từ từ rồi giết chết chúng ta. Ngay lúc này Thiên Càng Tinh xuất hiện, lao tới tấn công Ngao Kiều. Thấy thế, Ngao Tuyết kéo Ngao Kiều lại gần, né được đòn tấn công, rồi dùng sừng tích tụ lôi kích, phóng về phía Thiên Càng Tinh, nhưng hắn lại ẩn thân. Thấy thế cục không ổn, Ngao Tuyết dìu Ngao Kiều bỏ trốn, nhưng đao lửa xung quanh cực kỳ mạnh, Ngao Tuyết vẫn cố vùng vẫy đi tìm lối ra. Tên Thiên Càng Tinh lúc này đang ẩn thân nói lớn, ha ha, tiếp tục vùng vẫy đi nào, các ngươi sẽ không chạy khỏi núi đao biển lửa của ta đâu, các ngươi sẽ bị giày vò đến kiệt sức rồi chết. Phía trên bầu trời lúc này, Ngao Linh và Nhất Vạn Xích đang ở trên lưng một con cự điểu. Nhất Vạn Xích đã nhìn ra kết giới của Thiên Càng Tinh, cô nói, người thi triển phép thuật này rất có bản lĩnh, xem ra là ám ảnh thần hàng đầu. Ngao Tuyết đang bị giam bên trong, kết giới này không thể tiến vào từ ngoại giới. Ngao Tuyết chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, đây là một vấn đề khó. Muốn đột phá khốn cảnh này, huynh ấy cần một chút may mắn. Ngao Linh nói, cô nói Cổ Long sẽ tới mà, tình thế giờ nguy cấp, xem ra đã không thể đợi được nữa. Nhất Vạn Xích nói, là ta nói phép đấy. Đây là cách để kích đầu tâm của kẻ nhược phu, không phải là thật. Lúc này Ngao Tuyết bên trong kết giới đang kêu gào, cứu mạng mau, Cổ Long ra ra, tại sao người còn chưa chịu ra, con hết chịu nổi rồi. Ngao Kiều thấy thế nói, à Tuyết, sao đệ cứ nói những lời khó hiểu thế? Cổ Long ra ra gì, ở đây chỉ có ta và đệ mà thôi, hiền thục chút đi, cứu được chúng ta chỉ có chúng ta mà thôi. Đệ không tập trung tinh thần tìm xem sơ hở kẻ địch, lại phí thời gian cầu xin ai đó để có kỳ tích, chỉ làm chết nhanh thêm mà thôi. Ngao Tuyết nói, ca, đủ rồi, huynh lại đang dạy dỗ đệ đấy, phiền chết đi được. Huynh vốn chẳng biết gì cả, Cổ Long là tồn tại, huynh tại sao không tin đệ? Ngao Kiều nói, Cổ Long có tồn tại hay không không phải trọng điểm là ông ta không cứu được chúng ta. Ta chỉ là muốn đệ tin vào bản thân mình, ứng chiến nghiêm túc, chỉ có như thế mới là con đường sống. Ngao Tuyết nói, không không, con đường duy nhất sống sót là đệ bỏ chạy một mình, mặc kệ huynh, huynh biết không, đệ lúc nãy đúng là muốn làm thế, đệ trải qua tranh đấu nội tâm mới chọn cách đi cùng huynh, huynh có thấy đệ tốt với huynh thế nào không? Ngao Kiều nói, nếu là ta cũng không bỏ đệ, điều này cũng không thấy ngại khi đem ra nói sao. Ngao Tuyết nói, huynh có tin đệ bây giờ bỏ đi ngay không, để xem huynh bị ám ảnh thần giết chết như thế nào, con dám nói nhiều trước mặt đệ. Ngay lúc này Ngao Kiều đẩy Ngao Tuyết ra, Ngao Tuyết bực mình quay sang quát tháo thì phát hiện Ngao Kiều đã bị một cái tà thần hung tượng cắn mất đầu, cơ thể dần dần đổ xuống. Ngao Tuyết tiến tới nói, không, đệ chỉ nói đùa thôi mà, không phải là thật để hắn giết huynh, không phải là thật. Lúc này tên Thiên Càng Tinh xuất hiện nói, ái chà, thế là tên kia tiêu rồi, ca ca vì cứu ngươi mà hy sinh bản thân. Ngao Tuyết nói, chính là như thế, tập trung tinh thần ứng chiến là thế, vì thế mà huynh ấy nhìn thấy, còn ta thì không, huynh ấy nói đúng. Thiên Càng Tinh nói, ha ha, đừng ngại, dù sao thì cũng đến lượt ngươi, tà thần tượng đi ăn đi nào. Rồi cái miệng tà thần tượng há lớn về phía Ngao Tuyết. Lúc này Ngao Tuyết đã thay đổi, nó gào nói, ta còn chưa mắng xong huynh ấy thì ngươi đã giết, con mẹ nó đúng là làm ta rất điên tiết. Rồi Ngao Tuyết xuất ra long hồn đánh vỡ nát một cái đầu tà thần tượng, rồi cơ thể bắt đầu biến hóa, một con kim long to lớn xuất hiện. Kết giới đã bị phá vỡ, Nhất Vạn Xích nói, cuối cùng cũng xuất hiện, hoàng kim long hồn, một con rồng vàng kim xuất hiện trước mặt mọi người. Đến với thế giới lòng đất, Bạch Xà lúc này đang đứng giữa hồ, thì có tiếng nói, nghe nói trên yêu quái đại đạo có một nơi thế ngoại đầy yêu tinh kỳ dị, hôm nay được thấy quả không sai. Tin tức bông nhân của ta truyền lại, nói kỳ kinh được bọn Đường Tam Tạng hộ tống qua thủy xa liên đạo kỳ diệu của ngươi đến nơi xa của yêu quái đại đạo có thật không? Kẻ tới chính là ám ảnh thần và bốn tên ám ảnh thiên vương. Bạch Xà nói, ám thiên chỉ chủ, không ngờ ông lại đến yêu quái đại đạo làm ta giật mình đấy, ha ha. Ông muốn ta đi theo ông sao? Ám ảnh thần nói, không phải theo ta mà là đồng minh, ta không ngại kết giao với yêu tinh trên yêu quái đại đạo.
cùng tranh đoạt kỳ kinh, sau đó chia hưởng thánh quả. Ngươi hiểu mà, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng trận tranh đoạt này, ngươi và ta chẳng chiếm được chút lợi nào. Bạch Sa nói, ám ảnh thiên này xem ra thú vị đấy, là thế này. Thủy đạo mà chúng đi qua ta có thể mở cho các ông đi, nhưng phải báo đáp tốt cho ta đấy. Quay trở lại với cuộc chiến của Long Nhân, Hoàng Kim Long Hồn xuất hiện, thắp sáng cả một vùng trời đêm. Tên Thiên Cang Tinh bị đánh bay, cố lắm hắn mới đứng vững được. Hắn nghĩ, hừ, Long Nhân lấy đâu ra sức mạnh thế này, trong tích tắc thổi bay cả đao sơn hỏa hải của ta, không thể nào. Tên Thiên Cang Tinh không chần chừ xuất ra thêm 4 cái tà thần vạn tượng. Hắn không ngờ rằng đối phó với một Long Nhân khiến hắn phải dùng tới chiêu này. Cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta, cổng địa ngục thật sự sắp mở ra rồi. Ngay lúc này, Ngao Tuyết đã lao tới tung một quyền thẳng vào mặt Thiên Cang Tinh, đánh bay hắn. Nó nói, ám ảnh tà thần rác rưởi, ta đã hoàn toàn hiểu ngươi là cái thứ gì. Ngươi muốn người khác phải cảm thấy sợ hãi mới có cảm giác là mình tồn tại. Chỉ là con dòi bọ đáng thương tự ti mà thôi. Ta đã nhìn thấu, tất cả chiêu thức của ngươi chỉ có mục đích là dọa đối thủ. Nhưng thật đáng tiếc, ta không sợ ngươi, ngươi cũng không làm ta bị thương được. Ngao Tuyết gào lớn, tàn nát hết cho ta. Lúc này những tia hoàng kim sét đã đánh tới, đánh nát đám tà thần tượng. Luyện ngục chi môn của Thiên Cang Tinh hoàn toàn bị phá nát. Rồi Ngao Tuyết tiến tới, túm lấy đầu tên Thiên Cang Tinh, đập mạnh xuống đất rồi nói, ngươi tưởng đùa giỡn với người khác là không cần phải trả giá sao? Có đấy, ăn đi. Rồi tung một quyền thẳng vào mặt, ngay sau đó là liên tiếp các quyền đấm nát mặt tên Thiên Cang Tinh. Vừa đấm, Ngao Tuyết vừa nói, huynh ấy là nào thì cũng có điểm số lớn nhất, quan trọng là huynh ấy là ca ca của ta. Một quyền cuối cùng của Ngao Tuyết đấm vào mặt Thiên Cang Tinh, khiến đất đá phía dưới tàn nát nổ lớn xảy ra. Thiên Cang Tinh máu đầy mồm, thế nhưng nó vẫn cười nói, ngươi sở dĩ hiểu được ta là vì ta và ngươi là cùng một loại người. Ngươi cũng mang phải lời nguyền và cuộc sống bất hạnh, lòng chứa đầy sâm hận, đúng không? Rồi Thiên Cang Tinh tóm được tay của Ngao Tuyết, hắn bắt đầu hút khí lực. Ngao Tuyết phát hiện, khí lực của nó đang dần dần biến mất, khí lực đang cấp tốc biến mất, cánh tay của Ngao Tuyết không thể rút ra được khỏi tay của Thiên Cang Tinh. Hắn ta ngồi dậy cười lớn, ngươi đã làm ta nhìn lầm, Long Hồn Thiểm Diệu Kim Quang đúng là lợi hại, nhưng ngươi không có sức tự kiểm soát tốt. Luồng sức mạnh này bộc phát ra không tự chủ theo tâm tính, ngươi vốn không thể vận dụng tùy tâm sử dụng, đúng không? Rồi hắn túm lấy cổ Ngao Tuyết bắt đầu hút khí lực. Ngao Tuyết bình tĩnh nói, ngươi đã làm một việc quan trọng, từ lâu đã không còn cảm giác đó tồn tại, ta vốn không giống như ngươi. Ngao Tuyết vung một ngón tay chĩa lên trên trời, một luồng sét màu vàng xuất hiện trên thiên không, đó là Cửu Thiên Chi Lôi. Nó đánh mạnh xuống Thiên Cang Tinh, một vụ nổ này khiến cho cả vùng trời biến thành màu vàng. Sau khi bụi bặm biến mất, trên người Ngao Tuyết chỉ còn lại hai bàn tay của Thiên Cang Tinh. Ngao Tuyết nằm phía dưới nói, A Kiều, đệ trả thù cho huynh. Về phía ám ảnh thần, một tên lao tới tấn công Ngao Băng, Ngao Băng đang gặp nguy hiểm. Lúc này Ma Nạp Bà tiến tới, một tiếng long hồn của bà đã biến đám ám ảnh thần đóng thành một cục băng phong. Bà tiến tới phía Nam Hải Long Vương nói, này Nam Hải, ta đã đến. Bà dùng bàn tay chạm vào cơ thể của Nam Hải, khiến ông lập tức biến thành đá. Về phía Ngao Tuyết, nó nghĩ, là mẫu thân đây ư, sao lợi hại đến vậy? Và dung mạo của mẫu thân cũng chẳng có chút thay đổi nào, bây giờ trông như muội muội của ta vậy. Kết thúc nội dung của Tây Hành Kỷ phần 6 tập 1. Nói chung là Ngao Tuyết khá mạnh, mình cũng đoán được Ma Nạp Bà chính là lão Long Nhân mà Cổ Long đã từng nhắc đến. Một Cổ Long khác có sức mạnh của Long Hồn giống với Ngao Tuyết. Vậy các bạn nghĩ sao? Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ LTG nhé! Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!